Ngày 24 tháng 9, bảng xếp hạng huy chương ASEAN 2023. 4 vận động viên Việt Nam xuất sắc giành huy chương. Thưa quý vị, bảng tổng sắp huy chương lúc này, Trung Quốc 11 huy chương vàng, 1 bạc, 1 đồng, Hồng Kông 1 vàng, Ấn Độ 3 bạc 1 đồng. Uzbekistan 3 bạc 1 đồng, Nhật Bản 2 bạc, Indonesia 1 bạc 3 đồng. Về đội tuyển Việt Nam, chèo thuyền là một trong những môn thi đấu được kỳ vọng có huy chương của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASEAN 19. Ở nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng một mái chèo, đại diện Việt Nam là bốn vận động viên Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui và Phạm Thị Huệ. Chung kết nội dung này có sự tham dự của 6 đội, đại diện cho 6 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các cô gái Việt Nam đã có khởi đầu tốt, bước lên dẫn đầu trong 500m đầu tiên. Sau đó, Trung Quốc bám đuổi quyết liệt để thu hẹp khoảng cách. Kết quả đội Việt Nam đã về đích thứ 3 với thành tích 6 phút 52,35 giây và giành huy chương đồng. Đây là chiếc huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 19. Huy chương vàng nội dung này thuộc về Trung Quốc với thành tích 6 phút 42,03 giây và Nhật Bản đoạt huy chương bạc với 6 phút 47,04 giây.